Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay về lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên thì Hoàng Tuấn xin gửi là chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi chiều thật là an lành. Thì hôm nay mình tiếp tục lại lên một cái đơn nữa các bạn ơi. Lên một sản phẩm nữa chính là loa hỏa tiễn Bass 40 đơn nha các bạn. Hỏa tiễn. Thì mấy cái video trước đó thì có mấy bạn đó thì cũng comment rất là nhiều, thì cũng nói về cái vấn đề này vấn đề kia đó, về cái vỏ bên mình. Thì hôm nay thì mình sẽ nói rõ về cái vấn đề bên trong chút xíu nữa để cho các bạn dễ hiểu và các bạn sẽ thấy những cái chi tiết nó như thế nào nha các bạn nha. Thì chúng ta sẽ tiến hành tiến sâu dần dần vào bên trong nha các bạn. Cái chú cây bền chú cũng đang làm mộc các bạn ơi, cho nên cũng hơi ồn, các bạn cũng thông cảm bỏ qua cho nha. Thì các bạn cố gắng mà lắng tai nghe giùm mình. Thì có những bạn nói mình làm cái phạm vi của cái vỏ này nó về cái nguyên lý thì nó sai cái nguyên lý. Nhưng mà thật sự mà nói thì các bạn muốn nói cái gì á thì các bạn phải chắc chắn rằng các bạn phải trải nghiệm rồi các bạn mới nói được. Như mình ở đây cũng vậy, mình muốn nói cái vấn đề gì hoặc là mình muốn đề cập về vấn đề gì thì cái trước tiên là chúng ta phải tìm ra một cái lý do chính đáng để chúng ta nói. Thì các bạn cũng đã thấy rồi, những cái vỏ bên mình là nói về cái nguyên lý ở bên trong, thì cái vấn đề đó là mình xem rất là trọng các bạn, mình xem trọng vấn đề đó là nhiều nhất. Tại vì các bạn cái loa của chúng ta mà nó muốn phát huy được thì nó phải nhờ được cái vỏ, mà cái vỏ nó tốt hoặc là nó thông hay là chúng ta thiết kế đúng thì nó mới mới cho được cái chất âm tốt các bạn. Cái đó đó là chắc chắn rồi đó, chứ không phải là đơn giản mà chúng ta giống như là chúng ta làm một cái mô hình để chúng ta bắt cái loa vào đó để cho cái có chỗ để loa không là không được các bạn. Các bạn thấy gì chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Và có những bạn thì nói mình làm không có cái thanh sắt hai bên là nó không có chắc. Mình nói thật với tất cả các bạn ha, các bạn biết cái thanh sắt đó là nó nằm tới ba bốn con ốc lục giác trong đó đó, nó ở trong nó có một cái thẻ dày khoảng ba dai vậy nè các bạn, nó nằm ở mé trong cái nó cái thẻ nó rất là dài từ trên xuống dưới vậy nè. Thứ nhất là nó cho các bạn cái độ nặng. Và cái thứ hai nữa, cái quan trọng nhất á, là các bạn làm những cái bát mà để hai cái nó liên kết lại nó có chắc hay không, cái vấn đề đó mới là quan trọng các bạn. Chứ các bạn đừng có nghĩ là nó không có cái hai cái thanh sắt đó là nó không chắc là không đúng nha các bạn nha. Các bạn đã từng là thấy cái vỏ bên mình và từng thấy chỗ khác thì các bạn cũng đã biết rồi, họ không bao giờ mà họ họ làm giống như của mình, họ làm nguyên một cái thanh dài xuống như nè, rồi họ úp vô nó cái hai cái thanh dài đó, nó cũng khoảng từ khoảng tới đây nó họ bắt cái thanh sắt đó nó dính vô trong hai cái miếng mà dẻ dách ở bên trong. Thì trong khi đó đó họ bắt là tức là cái miếng sắt đó đó là nó được nằm một phần như thế này, thì mỗi một bên là nó ngậm một phần. Cho nên các bạn bắt hàng ốc ở đây, rồi các bạn bắt thêm hàng ốc ở đây, thì cái miếng bát sắt đó, đó là cái miếng bát để cho nó cố định hai cái phần này lại nha. Còn cái phần bên mình á, tuy rằng mình không có cái bát này thiệt, các bạn thấy nó chỉ có hai con ốc duy nhất này thôi, nhưng mà mình sẽ mở cho các bạn xem nó rất, mình làm rất là kỹ lưỡng chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Các bạn nghĩ là một phần, các bạn nhìn là một phần thôi, chứ thật sự mà nói vấn đề chắc thì các bạn khỏi lo. Các bạn thấy nè, ốc vít nè, ốc vít nè, ốc vít nè, ốc vít nè. Các bạn thấy là cái cặp vỏ này bèo gì bèo cũng phải từ 300-400 gram ốc vít, bèo gì cũng phải từ hàng trăm con ốc trở lên chứ không có dưới các bạn. Đây nè, các bạn thấy nè, ốc vít nhóc hết trơn nè. Nè, đây, ha, đây. Đó, các bạn thấy không? Nè, đây, rồi đây, 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 nó các bạn thấy nè. Thì có những anh em comment để hỏi mình gì chứ mình không có xài ke gốc hay sao. Thật sự mà nói cái miếng ke gốc đó là nó bằng sắt các bạn, nó bằng sắt, nó chỉ dày hơn cái miếng này một chút thôi. Mà cái bề bản lớn hơn thì họ đập cái hình chữ V, họ để vô trong vách như thế này
Họ để kèm vô trong vách như thế này là họ bắt ở trên này ăn con dưới này ăn con để dành cho nó đừng có dạt gốc đó, thì cái vấn đề đó thì cũng đúng các bạn. Nhưng mà ở đây các bạn nghĩ đi, cái con ốc 5 phân như thế này mà, cái con ốc 5 phân như thế này nè, đây con ốc vít này, ốc vít 5 phân các bạn đó, cái con ốc vít 5 phân mà cái miếng dán này mình nó có 1/8 mà nó nằm khoảng cỡ này. À, còn từ cái chớn ở dưới này xuống tới đây là nó sẽ ăn dần xuống cái dáng của chúng ta, là các bạn thấy nè, cái kẻ này là cái kẻ dáng của mình nè đó, mà khi ốc mình bắt vô là sẽ cỡ này, các bạn nghĩ đi nó dạt cái đường nào nổi. Còn cái vấn đề mà các bạn bắn cái ti không đầu á, các bạn thấy những cái kênh khác người ta gáp và cạch 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 cạch, người ta có cái máy bắn cạch 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 theo nè, nhưng mà trước khi vô người ta phải gà keo các bạn, thứ nhất là đừng cho xì hơi, và cứ thứ hai nữa đó là nó giữ cái độ lên xuống. Còn cái ti không đầu nó chỉ giữ về cái vấn đề qua lại thôi, chứ nó không giữ lên xuống được, tại vì cái ti đó nó không có cái đầu, chúng ta bắn chỉ định vị thôi đó. Nhưng mà khi mà các bạn đóng cái kiểu mà đóng gấp đóng rút giống như kiểu mình nè, đóng gấp đóng rút giống như kiểu mình này nha, thì các bạn xài cái keo sữa đó đó, các bạn biết cái keo sữa đó bao lâu cái thời gian nó mới khô được cái keo đó không? Nó bèo gì bèo cũng phải trên nửa tiếng đồng hồ nó mới khô. Mà không lẽ bây giờ các bạn gắp xong rồi các bạn bỏ qua đó, các bạn đợi nó khô xong các bạn mới làm, thì như vậy thì sản phẩm ra bao nhiêu mới đủ các bạn? Như gấp như thế này như của mình thì các bạn nghĩ thì không lẽ giờ mình bỏ nửa tiếng đồng hồ hoặc tiếng đồng hồ đó để mà mình chờ keo nó khô xong mới làm, không có đâu các bạn, họ không chờ đâu. Mà trong khi mà họ làm á, mà nó nhúc nhích nó động đậy nhúc nhích động đậy như thế này, thì các bạn nghĩ đi cái keo nó chết có chất lượng hay không? Nó cái keo nó muốn chết nó cũng chết không được, nó cứ chịu cái lực mà mình gia đậy tới lui, gia đậy tới lui, và các bạn nghĩ đi làm sao nó chắc được. Nhỏ cho nên vì cái vấn đề này á, thì hôm nay mình cũng đính chính là cho các bạn thấy là mình xài ốc vít toàn bộ nha, không có một cái con ti không đầu nào nằm đây nha các bạn nha. Cái này là cái điều mà mình hứa một câu danh dự nha, tất cả những cái vách và cái mặt lo hay bất cứ nơi nào cũng toàn bộ là ốc vít xiết, ốc vít hết, không có cái chỗ nào là ti không đầu hết. Cho nên về cái vấn đề mà nó dạt dách thì kiếm bên cái sản phẩm mình hơi khó đó các bạn. Cái đó là mình nói thật sự nha, mình nói kiếm là hơi khó đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái hai cái khớp này ra để cho các bạn xem coi coi cái phía trong mình sẽ là thiết kế như thế nào. Rồi mình sẽ lấy nó ra hai khớp xong nha các bạn nha. Đó các bạn thấy không, những cái thanh đó đó nó sẽ tương ứng với những cái con ốc này. Mà khi các bạn dán á, thì các bạn dán cặp vách chung với cái phía này. Khi mà các bạn, tại vì các bạn biết làm sao mà cái vấn đề mà nói mà mình khít hoặc chắc không? Tại vì trước khi mình muốn làm hai khớp như thế này thì đầu tiên là chúng ta phải làm nó ra một khớp một. Trong khi đó chúng ta muốn gáp á, chúng ta phải cắt cái lằn này. Chúng ta phải cắt cái lằn này ra. Cắt cái lằn này cho nó gời, khúc nào mà mình không có dán cái thanh để mà chịu này nè, chúng ta cắt ngay cái khớp mấy khớp này hết. Chúng ta cắt ngay cái khớp này nè, đặng khi mà chúng ta dán xong là tới chừng nữa người ta cưa khúc này, mình cưa khúc này nè. Nãy giờ mình quay lên quay chỗ khác. Nào mình phải cắt cả từ cái khớp này nè, tới cái khớp này. Rồi mình bỏ cái chớn này, ô mình cắt khớp này qua tới khớp này, rồi mình bỏ cái chớn này. Đó, trong khi mà chúng ta chưa có hoàn chỉnh là chúng ta vẫn để nguyên nó hình một khối một, không có nằm gờ nha các bạn em. Xong rồi chúng ta mới dùng cái máy lọng, chúng ta mới cắt ngang những cái chỗ nào mà chúng ta chưa cắt đó. Chúng ta dán, khi mà chúng ta để hai cái khớp nó lên liền như thế này thì chúng ta dán cái thanh đó đó. Dán cái thanh thì mỗi một cái thanh như thế này là có một con ốc vít để mà nó trụ lại nha các bạn nha. Chứ không phải là các bạn dùng keo mà các bạn xài được đâu, các bạn dùng ốc vít nè, các bạn thấy không? Cái đầu ốc vít nè, đây là cái đầu ốc vít nè, các bạn thấy không, là rõ ràng nha. Đó các bạn thấy không, cái đầu ốc vít nè, đây là đầu ốc vít nè, thì cái con ốc vít đó nó sẽ cấy ngang như thế này để mà nó chịu cái lực gị lên gị xuống đó. Còn ở trong chúng ta dùng keo đó là để làm gì? Để cho nó giữ cái độ qua lại,
đặt độ hở ra, nhưng mà khi đó cái con ốc vít này nó đã ép cái thanh này là vô rồi. Thì khi mà các bạn tương ứng với lại cái vách này, thì cái vách này là cái vách xéo đúng không các bạn? Nhưng mà trong cái lúc mà các bạn dán đó, các bạn cặp cái thẻ này là nó thẳng một đường một. Cho nên khi mà chúng ta thành phẩm xong rồi, chúng ta sẽ cắt ngang cái đoạn này để mà chúng ta lấy rời nó lên. À, các bạn thấy cái thiết kế nó dữ dằn lắm chứ không phải là đơn giản đâu các bạn. Không, các bạn thấy gì chứ không đơn giản. Rồi khi có những anh em họ nói là ông làm cái kiểu như là người ta là bắt cái phần bát nó nằm cái phía trước này chứ không phải là nằm cái phía sau này nha các bạn nha. Nhưng mà cái vỏ bên mình cái đặc biệt là nó nằm chỗ này. Tại sao mà mình không lắp cái bát vào chung với cái phần chép này để mà chúng ta ịnh nó lên đây xong chúng ta bắt ốc? Mà tại sao mình phải bắt rời cái bát này ra? Đó là chúng ta chia nó ra hai giai đoạn. Và chia nó ra mỗi một bên là một nhiệm vụ. Tức là bên đây nó sẽ ngậm cái bát và ở bên đây nó sẽ ngậm cái chép. À, khi mà các bạn có chỉnh sửa hay này nọ đó, thì các bạn có thể là đem cái chép này nó gời ra kế bên kia mà các bạn nghe cái chép riêng và chúng ta nghe cái bát riêng. Còn nếu như các bạn có những cái gì đó gút mắt mà các bạn chưa tìm được thì cái chép với cái bát nó sẽ nằm chung với nhau hoài. Cho nên là các bạn khó mà phân biệt được cái nào là nó hư, cái nào là nó chưa. À, các bạn muốn sửa phải không? Thì các bạn muốn nghe cái lo bát thì các bạn nghe phần bên đây. Các bạn muốn sửa cái chép thì các bạn nghe cái phần bên đây. Nó là gì? À, nhưng mà có những bạn nói ồ mình thiết kế sai, sai chỗ nào? Mình đã tối ưu hóa nó lại. Nó mình sẽ cải cách nó lại các bạn chứ không phải là sai. Nhưng mà các bạn không hiểu, các bạn nói mình sai quy cách. Các bạn mới là người sai nặng nề đó. Các bạn chưa biết được đâu, chưa biết được những cái gì mà mình đang tính toán và mình đang làm trong này đâu. Các bạn thấy cực khổ lắm, đóng một cặp này là 2 ngày trời nha các bạn. Bữa nay nó là 2 ngày trời. Mà chưa sơn nữa các bạn, nghĩ đến một cặp này bèo gì cũng 3-4 ngày mới sơn, mới xong. À, cho nên là các bạn phải nhìn vào cái sản phẩm, phải nhìn chi tiết các bạn mới biết được. Các bạn đừng có đánh giá một cái vẻ bên ngoài giống như một cái con người vậy các bạn. Các bạn nhìn bên ngoài các bạn thấy người ta xấu mà các bạn nói cái lòng của người ta xấu, cái tâm của người ta xấu luôn là các bạn sai hoàn toàn. Các bạn đi tìm những người đẹp á, các bạn chơi đi rồi các bạn sẽ biết. Toàn bộ người đẹp các bạn chơi đi các bạn sẽ biết. Coi ra là tốt hay xấu, hay là cái lòng người và cái mặt người nó như thế nào. Cái sản phẩm cũng là như thế các bạn. Các bạn đừng có nhìn sơ bên ngoài các bạn ơi. Các bạn nhìn như vậy là các bạn sai rồi. Các bạn âm thanh này giống như nhìn người vậy đó các bạn. Nhìn người là nhìn chỉ thấy cái dáng bên ngoài thôi chứ thật sự không biết được cái tâm. Nguyên một cái dàn nhạc một đống các bạn nhìn vô thấy nó bự đó, nó ngon, nó đẹp đó, nhưng mà chưa chắc gì nó hay. Nó là như thế mà các bạn cứ suy nghĩ rồi các bạn comment vào, các bạn nói đủ thứ chuyện hết trơn. Các bạn có hay thì làm cái kênh YouTube và làm ra những cái sản phẩm này đi, coi các bạn có hay hay không. Cái điều đó mới là quan trọng nha các bạn. Rồi hồi tối mình cũng có xem cái comment của cái anh bạn nào nữa đó. Anh bạn anh nói là mình nói ngược. Cái lo nó đánh ga không à chứ nó không có đánh vô. Nó đánh chạy ga không mà chứ nó không có đánh chạy vô. Nhưng mà thật sự mà nói, cũng có một bạn nói nữa, cũng có một bạn nói là cái loa nó đánh vô có, rồi nó đánh ga cũng có, nhưng mà đánh ga ít. Bây giờ mình nói về cái vấn đề đánh đó cho các bạn nghe. Cái này không phải là mình là kỹ sư chế cái loa nha các bạn nha, mình chỉ là hiểu biết thôi. Mình có nói sai thì các bạn thông cảm bỏ qua cho, tại vì mình không phải kỹ sư nha. Cho nên là mình giải thích theo cái kiểu mà mình hiểu biết thôi, chứ không phải là giải thích theo cái kiểu kỹ sư nha. Các bạn biết là cái nhện á, cái nhện lo nó giữ cái chức vụ gì hay không? Cái nhện lo á các bạn, và cái gân lo ở bên ngoài đó, nó là chịu cái lực nhúng và đồng thời nó là chịu một cái lực kéo lại. Tức là nó khi mà cái con nó đi vô trong cái lo đó, thì khi mà chúng ta đưa cái tín hiệu đó qua thì nó nện cái bát, thì cái con nó mới, nó nhờ cái lực từ trường của cái từ đó, nó mới kéo cái cho con vô, nó kéo cái phình vô, cái bắt đầu cái nhện nó mới ghì ngược cho ra đó. Nhưng mà tại vì cái nhện nó
lúc nào nó cũng giữ cái vai trò là nó ghi cái con lại ngay trên cái chỗ xuất phát đó hết nha các bạn nha. Các bạn nên nhớ và gõ một điều đó. Nhưng mà tại vì cái nhện đó đó nó ghi lại, mà chẳng hạn như là nó ghi không có chuẩn, giống như là cái lực quán tính vậy đó. Tức là khi mà cái nhện nó đã gị cái con lại, nhưng mà nó gị không có chuẩn, không nó không có nó không có điểm dừng mà các bạn. Tại vì nếu nó có điểm dừng ở đó là các bạn nghe cái bóp liền nó, cho nên nó gị ngược lại. Mà tại sao nó có cái lực đi ngược ra nữa là tại vì cái nhện nó gị trái lại, mà nó còn sự chịu cái sự quán tính của cái con, cho nên là các bạn thấy nó nhồi ngược trái ga. Chứ thật sự nó không phải quýnh ga. Đó, giống như các bạn đang chạy xe vậy nè, các bạn muốn thắng lại, các bạn thắng cái các bạn chạy tốc độ cao ha, mà các bạn thắng lại, mà các bạn thắng có khi nào mà nó đứng sững một chỗ được không? Đâu có các bạn. Các bạn cũng phải chịu một cái lực nào đó. Khi mà các bạn thắng gấp các bạn cũng nhào đầu. Tại sao mà chúng ta nha, thắng gấp mà chúng ta lại nhào đầu là tại vì cái lực quán tính nó còn, tức là cái lực đẩy nó vẫn còn, nó chưa hết hẳn. Thì cái nhện nó cũng y như thế, nó gị cái thằng con lại, nhưng mà nó gị trong một cái gọi là không nhất định. Nếu mà nó có điểm dừng, nó có nhất định thì nghe một cái bóp liền, nó gị lại là nghe cái bóp mỗi phát. Như các bạn cũng vậy, các bạn chạy xe, nếu mà các bạn thắng không thắng từ từ mà các bạn thắng kiểu mà gấp thì các bạn cũng nhào đầu thôi, chứ không chạy đường nào hết. Thì cái nhào đầu đó cũng giống như là cái sự nhồi ngược của cái nhện ga vậy đó, nó cũng y vậy thôi. À, các bạn tại sao mà người ta phân biệt cộng trừ để làm gì, phân biệt âm dương để làm gì, để cho các bạn câu đúng cái pha của nó. Khi mà nó đi vô, nó qua cái lực từ trường của cái con và cái từ trường nó kết hợp, nó sẽ đi ra ngoài một cái mối trừ, cái đó là cái quy lực. À, chứ cái không có cái lo nào đánh ra, trừ khi các bạn câu ngược pha nó mới đánh ra thôi, chứ không khi nào đánh ra được. Tại vì cái nó chịu cái sự quán tính nó của cái thằng nhện nó ghi lại, thì các bạn thấy nó đi ngược ra, chứ thật sự nó không có đi ngược. Lúc nào nó cũng nện vô hết, các bạn đưa nhạc vô là nện cái đùng là nó đi vô à, mà cái nhện bắt đầu nó mới ghi trở lại. Cái nhện nó có vấn đề như thế. Thì bởi vậy nhiều khi mấy cái dòng loa các bạn nghe không? Có những cái dòng loa nó nghe rất là chắc khi mà các bạn mới mua về, nhưng mà tại sao qua một thời gian rồi nó nghe dở lại, nó nghe không chắc, là do cái nhện. Nó không cháy con, nó không nám con, nhưng mà cái chất âm nó sẽ xuống. Cái thứ nhất là cái nhện nó bị biến dạng, hoặc là nó bị mềm đi, nó không lực giống như cái lúc ban đầu, mà nó ghì cái nhện lại cái vị trí cũ đó, còn chuẩn, nó không còn chuẩn nữa, thì nó gây ra cái tiếng bass của chúng ta nó hơi ồn. Tức là khi mà cái nhện mà nó dứt phát vào cái mặn mà đùng 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 là cái bass nó dứt phát. Còn khi mà cái nhện nó đã yếu rồi, nó nện cái đùng cái nhện nó ghì là cái nó gung 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 cái mạng các bạn, nó làm đùng đùng, nó xảy ra cái bass lộn xộn. Đó là như thế. Và một cái thứ hai nữa, tại sao mà cái loa càng ngày càng lâu năm thì nó nghe càng dở? Các bạn biết không, từ khi mà cái lúc người ta mà gáp xong cái loa đó, người ta sẽ nạp từ cho nó. Và cái mạng các bạn xài một thời gian, nó sẽ chạy qua cái điện nó chạy qua. Nó chạy qua, nó tạo cái lực nhúng, nó tạo ghiết rồi, cái 500 nó cũng sẽ yếu lại các bạn. Chứ nó không còn mãi mãi được. Nó không mạnh giống như cái lúc ban đầu được đâu. Cho nên là cái loa cũ dù cho các bạn làm như thế nào đi nữa, nó cũng đạt một cái hiệu quả nhất định thôi, chứ không đúng được 100% đâu các bạn, không khi nào. Như cái loa Sony của mình lúc trước mình làm, các bạn cũng thấy không, nó nghe được, nó nghe ngon luôn đó, nhưng mà so với cái buổi ban đầu nó không có thể nào hơn được các bạn. Ai mà nói làm đúng y gin 100% đem cái cần cổ mình xuống chặt, nếu mà có máy móc đâu đó đo rõ ràng nha, đo đàng hoàng tử tế rõ ràng, bằng chứng bằng cớ đâu đó ngon lành rõ ràng, nếu đúng 100% đem cái đầu mình ra chặt. Mình nói thật, cái loa mà mình nói loa đã qua sử dụng rồi nha, chứ không phải là loa mới à. Và có những cái dòng loa mới bây giờ cũng vậy, cũng có chứ không phải không có. Khi mà các bạn mua cái con đầu tiên, cái con zin á, người ta đặt á, thì các bạn nghe nó không có dữ không, mà khi các bạn đặt cái con khác vào có thể là nghe nó dữ hơn. Nó dữ hơn là các bạn biết tại sao không? Là tại vì mình xài cái dây đồng có thể là nó hơi lớn hơn một chút xíu. Đó, nhưng mà nó cái chất âm nó mạnh hơn, nhưng mà cái tiếng nó không bén hơn đâu.
Cái đó mình dám hứa với các bạn. À, nhưng mà tại sao từ đó mình mới nói tại sao mà cái con của cái bát đó, tại sao mà cái dây đồng nó quá lớn mà tại sao mà cái con của cái lo chép nó quá nhỏ? Nó nhỏ để làm gì? Để nó phát ra được cái tần số cao. Còn cái dây lớn là chỉ là tần số chậm thôi các bạn. Những thấy những cái xúc điện các bạn thấy không? Người ta làm công dây đồng cộng đồng lấy chà bá lửa luôn. Để làm gì? Nó tạo cái độ mạnh, độ nhún. Nhưng mà những cái dòng mà chuyên xúc các bạn thấy cái đáy nó rất là sâu. Nó sâu để làm gì? Để cho cái bát chúng ta nó đi sâu. Cái con chúng ta nó có cái khoảng cách để nó đi sâu vô. Còn những cái dòng pull các bạn thấy không? Cái đáy từ nó rất là ngắn. Là tại vì nó chỉ chứa về cái tiếng ca thôi và cái tiếng bát nó không có trầm bằng. À, nó chỉ là cái tần số nó cao thôi chứ còn cái tần số mic á, còn cái tần số trầm, tần số bass thì nó không có được nhiều. Cho nên là tại sao mà các bạn, mình mới là khuyến cáo các bạn là đi mua cái dòng chuyên súp để xài súp nó mới hay. Những cái dòng chuyên súp không phải nói chứ các bạn xài quen, các bạn nhìn là các bạn biết có thể đánh súp được hay không. Cái từ cái đáy rất là sâu các bạn. Cho dù các bạn có độ cái con nó đi nữa nó cũng không đụng được cái đáy này. Còn mấy cái lô full các bạn thử các bạn độ đi. Các bạn độ lên để các bạn quýt súp đi. Nếu mà các bạn độ cái con nó mạnh quá, dây đồng nó lớn quá là nó đụng đít một cái bóp bóp như là đánh thùng thiết vậy đó các bạn. Có những anh em người ta độ tới cái màng á đánh không nổi luôn các bạn. Rồi khi cái bắt đầu vô trong chổng nó không có xả được cái điện ra. Nó cứ ứ ứ ứ ở trong cái con không rồi bắt đầu nó cháy, nó nám xong cái nó ôi ôi độ cái lo quá dữ rồi, cái công sức đánh không ra luôn. Không phải đâu các bạn, không phải là các bạn độ quá dữ công sức nó đánh không ra đâu, mà là các bạn làm sai nguyên tắc. Mấy cái đó mới là sai nguyên tắc. Mấy cái này nè các bạn, mấy cái này là mấy cái hay nè, cho mà các bạn không khen, mà các bạn khen cái gì không? Mấy cái này các bạn thử suy nghĩ cái đúng là hay hay không. Tại vì cái bát đó là bắt về mé bên kia thì nguyên cái này là vừa chịu một cái lực của cái chép, vừa chịu cái lực của cái bát. À, thằng này nó ở không làm gì? Hai thằng này nó ở không làm gì các bạn? Đưa nó về bên đây cho nó chịu nửa lực, bên đây chịu nửa lực. Các bạn xài đi. Mình bao các bạn đó. Còn các bạn đem về đó các bạn lắp ráp hết là cái thằng này nó phải chịu cái lực nặng hơn nè. Nó là thằng đầu nhưng mà nó chịu cái lực nặng hơn, còn thằng này không có chịu lực gì hết, nó chỉ là chứa cái hơi, đựng cái hơi trong đó để nó phát ra thôi. Cái này là cái hay nè các bạn, chứ không phải không hay đâu nha các bạn nha. Mình nói thật sự đó. Nhưng mà tại vì nhiều khi các bạn cứ suy nghĩ ừ đó là cái đồ của người ta đã chế ra đầu tiên là nó là dữ. Mình có quyền cải cách các bạn. Nhưng mà các bạn cải cách bằng cái cách nào? Các bạn đốt sách hay là các bạn có thể là làm thêm một cuốn sách nữa. Nếu các bạn làm sai là các bạn đốt sách người ta. Người ta đã ghi ra cái cuốn sách nó thật sự là đẹp đẽ mà các bạn làm như thế là các bạn đốt sách. Mà các bạn hủy hoại những cái kinh nghiệm của người ta. Còn nếu như các bạn có thể dùng cái đó, tức là bình cũ mà rượu mới. Đó, các bạn lấy một cái bình cũ đó, đó các bạn để cái rượu mới vô, nó sẽ là cái rượu mới nhưng mà nó cũng nằm trong một cái bình rượu cũ đó. Nhưng mà các bạn làm như thế nào mà các bạn cải cách làm sao cho cái sản phẩm của người ta sản xuất ra các bạn làm sao nó nâng lên nữa thì các bạn hãy nên làm. Còn các bạn làm xong rồi mà cho càng ngày mà kém cái chất lượng xuống là các bạn không không có xứng đáng để học theo người ta. Cái này thật sự mà nói là mình là chưa có từng gã, chưa từng thấy bất cứ cái gì ở trong này, mình nói có trời đó các bạn. Nhưng mà mình làm được, mình làm có thể là chắc chắn hơn. Tiếng thì mình thanh bên nói về cái vấn đề này nữa. Có một bạn comment vào cái video của mình á, kêu mình test cái hỏa tiễn và cái phi thiền thử cái nào dữ hơn. Cái vấn đề này là mình nói cho các bạn nghe nè, để mình phân tích cho các bạn nghe. Bây giờ á, các bạn xài cặp hỏa tiễn này, các bạn chơi cặp lo thái, chơi cặp chép thái. Các bạn chập xài cái lo phi thiền, các bạn chơi một cặp bass của RCF, một cặp chép của RCF. Thì thằng nào sẽ đánh hơn?
cái thằng này nó quá cao cấp về cái vấn đề lo nè. Các bạn phải suy nghĩ về cái chất liệu, chất âm nó nằm ở phía trong chứ không phải là nằm phía ngoài các bạn. Các bạn đóng cái cấu hình của quả tiễn này, các bạn mua cái lo Trung Quốc con 5149 nha, các bạn gáp vô các bạn vẫn là chơi quả tiễn, nhưng mà bạn chơi không lợi người ta là có một cái, tại vì cái lo các bạn quá dở. Đó, các bạn đừng có suy nghĩ nó là phi thiền là nó giữ, không phải nó giữ đâu, mà tại vì người ta lắp gáp nó giữ hơn, tại vì người ta muốn cái sản phẩm mới ra nó phải hơn cái sản phẩm cũ, cho nên là phải lắp gáp tất cả mọi thứ, cái gì cũng phải cao cấp hơn, phải giữ hơn thì nó phải giữ hơn thôi. Tại vì bây giờ mình thích cái màu mè quá đó các bạn, cho nên mình lựa chọn đủ thứ kiểu tùy theo mỗi người mà thích, lựa chọn đủ thứ kiểu để tùy theo những người thích. Chứ thật sự mà nói các bạn mà xài cái dòng lo hay, dòng lo giữ đó, các bạn để vô cái vỏ nào nghe nó cũng không tệ chứ. Tuy rằng nó không có phải là đúng chất của nó ra thôi, nhưng mà nó vẫn nghe được. Đó, còn như các bạn xài cái cấu hình của các bạn hoành tráng, các bạn đom ba cái đem ba cái lo mà lo Việt Nam hoặc lo Tàu này kia đó, đem vô đó gọi nó cũng chết quá. Nhưng mà nói đi phải nói lại, tại vì cái túi tiền của các bạn tới đó thì người ta phải bán cho các bạn tới đó thôi. Chứ cái trên đời này không có gì rẻ mà hay các bạn ơi, không có đâu. Khó kiếm lắm. Trừ khi các bạn hên thôi. Bạn gặp những cái anh em nào mà dạng như người ta mua về mà người ta không biết xài á, rồi cái đoạn người ta bán lại cho tất cả các bạn á, thì có thể các bạn hên, các bạn mua ngay cái món mà người ta mua là cái hàng cao cấp, nhưng mà người ta không biết xài, người ta bán cho các bạn á, thì cái đó đồ có thể là đồ rẻ mà ngon đó. Còn cái vấn đề mà nói cái thị trường bây giờ mà cái đồ nó ra mà ra mới toàn bộ đấy ha, các bạn muốn rẻ mà ngon không có đâu. Chỉ có cái món đồ tào lao mà nó mắc tiền thì có nha các bạn nghe, chứ còn cái món đồ mà nói mà rẻ mà ngon là không có. Cái đồ tào lao á, tức là mình nói người ta làm cái vẻ bên ngoài nó hoành tráng, các bạn nhìn thấy là bạn ghiền, nhưng mà cái chất âm nó không có. Thì các bạn mà mua đồ mà các bạn mua bằng mắt mà không mua bằng tay thì các bạn cũng chết như chơi. Và chơi âm thanh này cũng như thế luôn. Các bạn chỉ cần nghe bằng lỗ tai mới là chính xác hai chữ âm thanh, các bạn nhìn mà con mắt các bạn cũng chết luôn đó. Đó, bây giờ các bạn đi mua đồ, bạn nói làm cho tôi nguyên một cái dàn nhạc sống như thế này, nhiêu tiền? Rồi 150-70 triệu vậy đó. Cái vấn đề này tôi không biết nha, gáp sẵn về là tôi chơi rồi, ở trong trọng toàn bộ là đồ Việt Nam, đồ Trung Quốc không, các bạn cũng không biết khỉ gì. Mà tới khi các bạn biết được thì cái đồ cũng hư mẹ nó, hết bảo hành này. Giống như người ta gáp, ta bảo hành cho anh một năm, mà trong khi năm nó đâu bệnh hoạn gì đâu, mở ra coi. Mà tới khi hết bảo hành rồi, các bạn đụng thử vô đó đi. Các bạn đụng vô trong đó rồi phải không? Các bạn quay qua các bạn nói cái đồ này ông gáp cho tôi, cái đồ tào lao. Ông này ông mới nói là trong thời gian bảo hành mà anh không đưa tới tôi mà anh đem cho thợ khác làm. Tức là cái đồ đó anh đi cho ai đổi hay gì anh lại lỗi thừa tôi. Ngược lại các bạn còn chết luôn nữa. Cái đó là vậy. Người ta không thường cho các bạn mà người ta còn dí các bạn vô cái tội là đồ của người ta còn bảo hành mà các bạn dám gớ vô. Chữ lộn trừ hả các bạn? Chứ làm gì? Chỉ có đi chữ lộn trừ thôi, chứ không làm gì được chứ. Mình nói là mình nói sự thật không đó. Ai giận thì cứ giận, ai buồn thì cứ buồn, tùy. Đó, nhưng mà mình nói là nói đúng không đó, chứ không có gì sai đâu. Mình nói thật sự luôn, những cái điều đó toàn là những cái cuộc sống của mình tìm thấy nó đó, chứ không phải mình đọc sách hay đọc lịch sử gì đâu các bạn ơi. Nói thật sự các bạn luôn. Bạn nào mà cạo phím thì vô đây mà nghe. Còn ai ngứa miệng thì cứ việc comment đi, mình trả lời cho nghe. Các bạn chẳng có biết được cái gì nhiều hết trơn, mà các bạn có ngày các bạn cứ nói mình giỏi không. Nói nhiều cũng không được nữa chứ. Nói ít thì không hiểu gì, mà nói nhiều thì về chê, nói nhiều thì tôi thua. Nói chung là thua. Bây giờ ai nghe ai thích được thì cứ nghe nha các bạn. Cái đó mình nói thật, mình chưa từng ép ai. Mình ra cái kênh mình á, mình chỉ khuyến cáo là mình nói nếu mà các bạn có thương mình, có thấy kênh mình có hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Mà các bạn không ưa mình, các bạn đăng ký không được. Mình không ép à. Nó đâu phải là mình nói các bạn mà không đăng ký kênh của mình là các bạn bị phạt tiền hay là các bạn ở tù gì, có không? Không có à. Phái thì ở lại chơi với mình.
còn không khoái thì mình chia tay ở trong cái sự vui vẻ đàng hoàng, không có gì hết các bạn, đâu có gì đâu. Nói chung cho tới bây giờ mình cũng chưa có lãnh được đồng bạc nào tiền tiền YouTube hết trơn các bạn ơi, cho nên là mình không có sợ. Nói thật sự mà nói với các bạn luôn ha, bây giờ mà nói cái tình cảm của mọi người mà để đặt đặt vào cái sản phẩm của mình thôi, bao nhiêu thôi là mình cảm thấy hạnh phúc rồi các bạn. Không cần thời lãnh tiền YouTube mình vẫn sống được, mình không có giàu có thiệt. Các bạn nghĩ đi, bây giờ cái cặp này các bạn làm 3 ngày các bạn lời được nhiêu tiền, 5 miệng ăn trong một gia đình, các bạn nghĩ đi, mình có thể giàu nổi hay không? Không khi nào các bạn. Cho nên từ đó mình cũng hy vọng nha các bạn nha, mình rất là hy vọng về cái vấn đề mà nó sau này mình có lãnh được tiền YouTube á, thì cái tiền đó là cái tiền mình dư ra. Nhưng mà rất là khó các bạn, không phải dễ. Mình có ông anh làm 7 năm trời nha. 7 năm trời mới 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 được lãnh tiền á. 7 năm á. Mình giờ chỉ có mới 2 3 năm thôi các bạn. Mình chưa có bằng nửa đường ta nữa mà. Không, đâu có thể nào bỏ cuộc được các bạn. Người ta dám kiên trì tới 6 7 năm trời mà mình ở đây không lẽ giờ mình có mấy năm nay mà mình chỉ vì vấn đề tiền bạc mà mình bỏ sao? Mình kiên trì cho đến giờ này, cái điều trước mắt á mà mình nhận được đó chính là tình thương. Tình thương của tất cả các bạn trên mọi miền đất nước đã dành cho mình trong suốt cái thời gian qua. Và có những cái anh khách mà ảnh thương mình giống như em ruột. Nó giống như em ruột trong gia đình, không có cái gì khác gọi là ruột thịt hết các bạn. Cái điều đó mới là cái điều hạnh phúc nhất. Thì có cái hồi hôm qua hôm kia gì cũng có anh miền miền Bắc á, anh hỏi mình gáp cái thành cái quả tiễn này như vậy là bao nhiêu. Thì nói chung các bạn nghĩ đi, cái cặp dép neo khối bây giờ thì nó cũng tầm 2 triệu mấy các bạn. Thì cái cặp này thì mình bán là 2,8 triệu nữa, thì các bạn thấy nó ra 5 triệu mấy chưa? 5 triệu mấy là nó phải có phân tầng nữa các bạn, rồi dây điện câu ra nữa. Rồi tiền công mình lắp ráp nữa, nó ra rất là nhiều tiền đó. Các bạn không tin đó, thì các bạn cứ mua cái cặp giỏ, các bạn mua lo, các bạn mua phân tầng, các bạn mua chép về các bạn ráp thử đi. Cái cặp này nếu các bạn thật sự mà nói nha, mà nếu như các bạn mà mua cái đồ xịn đồ ngon các bạn ráp đó, cái cặp này nó không dưới 15 chai đâu, nói thật à, nó không dưới 15 triệu. Các bạn không tin các bạn cứ mua thử. Cặp loa bây giờ là 5, 5, 7 triệu bạc như chơi nha các bạn. Cặp chép bây giờ cũng 2, 3 triệu nữa đó. Các bạn mua về các bạn nếu mà xài đúng đồ cao cấp, phân tầng đồ ngon lành là nằm hàng chục ăn lên chứ không dưới. Không bao giờ dưới được. Còn các bạn xài những cái loa mà thường thường thì mình không nói. Thường thường cặp nhiêu các bạn có 2 triệu ngoài. Đó. Âm thanh là nó đi theo cái túi tiền nha các bạn nha, chứ không phải là nó đi theo cái con mắt mình nhìn. Cho nên về cái vấn đề đó thì bây giờ nếu các bạn có nghi ngờ mình thì các bạn cứ việc đặt giỏ đi, mình bán cho các bạn cái giỏ không, về các bạn tự lắp ráp. Nó rẻ hơn rất là nhiều các bạn. Tại vì khi mà mình muốn lắp ráp một cái gì đó, đầu tiên á là cái vấn đề lắp ráp chúng ta phải làm. Và cái điều quan trọng nên là cái vấn đề cân cái loa để cho các bạn hát được, các bạn nghe nhạc êm. Cái đó mới quan trọng nữa đó các bạn. Chứ không phải là các bạn mua ở phân tầng, mua xong các bạn lắp cụp vô. Loa các bạn gắp cụp vô. Loa chép gắp cái cụp vô xong rồi các bạn đem lên hát được đâu. Không phải đâu, khó lắm. Căng lắm nha các bạn nha, chứ không phải không căng đâu. Thì mình chỉ nói vậy thôi. Đó, mình nói là nói cho những cái anh em nào mà chưa biết chơi thôi, chứ còn là thực sự mà nói cái anh em nào mà đã dọc phá và chuyên về lắp ráp này thì dễ rồi các bạn. Các bạn nghĩ đi, người ta ra ngoài cái máy người ta mướn cái mặt bằng á các bạn, hoặc là người ta thuê cái mặt bằng, hoặc là người ta sang luôn cũng vậy nữa các bạn. Các bạn biết cái mặt tiền của người ta, cái mặt tham mặt bằng của người ta là bạc tỷ. Bạc tỷ có đó các bạn. Cho nên là các bạn hãy suy nghĩ một cái điều đó. Người ta bán người ta phải cần có lời với các bạn. Người ta bán người ta phải cần có lời.
đó, khi mà người ta trong cái công ty của người ta đó, hoặc là cái chỗ nơi người ta bán đó, người ta phải có lính nè, có nhân viên nè, nhân viên setup nè, hoặc là nhân viên bảo trì nè, nó nhân viên giao hàng nè, các bạn từa lưa hột dưa chứ. Mà khi người ta thành phẩm xong người ta bán thì nhất định nó phải mắc rồi. Còn anh em nào biết cứ việc mua lo về, mua vỏ về, mua phân tầng về, mua chép về, tự lắp nó rất là rẻ. Cái cuộc đời này nó có giá hết trơn các bạn ơi, chứ không có cái gì không có giá hết trơn. Các bạn nên suy nghĩ kỹ điều đó đi. Trên thế gian này cái gì cũng có giá của nó hết. Thì nói chung thì không phải là mình trách móc gì đâu, nhưng mà tại vì mình muốn tâm sự để mình nói những cái điều đó để cho khách người ta hiểu và người ta thông cảm. Cái thứ nhất thông cảm, cái thứ nhì nữa đó là để cho họ yên tâm về cái vấn đề mà khi mà đặt mua một cái sản phẩm bên mình đó, họ phải biết là mình có đặt đúng hay không, đúng chỗ hay không, có cái người mà mình cần mua đồ đó có tin tưởng được hay không. Mình luôn luôn là sống chân thành các bạn à. Thật sự chân thành để làm gì? Để có được cái niềm vui các bạn khi mà chúng ta được làm người. Làm con thú con vật đâu nói chuyện được các bạn, làm người mới nói chuyện được. Mà mình làm một cái con người xứng đáng để mà mình vui vẻ trong cuộc sống là thật sự rất là khó các bạn đó. Và những cái tình thương gì đó các bạn tạo ra được mà để người khác thương các bạn, nó rất là khó, cực kỳ khó. Còn cái vấn đề mà các bạn muốn làm cho người ta ghét dễ ẹt, mình đem cặp súp với mấy cái phun ra ngoài đó các bạn, mình quánh mỗi buổi chiều thôi, quánh mỗi buổi chiều, quánh hoài mỗi bữa mỗi bữa, chừng 2 ngày 3 ngày là có là người ta ghét điệu chân. Dễ lắm các bạn, muốn làm người ta ghét nó dễ ẹt rồi các bạn. Nhưng mà các bạn muốn làm cho người ta thương các bạn, cái điều đó mới là khó. Có thể các bạn làm hoài làm mãi mà ta thương các bạn không được, các bạn thấy không? Mình sống luôn luôn rất là chân thành mà có những bạn vô comment, bạn mấy cái bạn đó người ta còn ghét mình như là kẻ thù, các bạn thấy không? Nó đâu phải dễ các bạn, khó lắm. Mình sống chân thành và mình chia sẻ thật sự mà nói là những cái gì đó mình đã tạo ra được và mình đã trải nghiệm được. Mình nói trong cái sự là coi như là mình nói có sách mách có chứng không mà nhiều lúc còn bị chửi các bạn nghĩ. Chứ đừng có kiểu mà nói chuyện khơi khơi còn dễ bị chửi ác nữa các bạn. Vậy đó mà mình cũng còn bị chửi đó. Các bạn thấy không? Muốn làm người tốt khó lắm các bạn, không phải dễ đâu. À, nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng nhất á, là người ta có thương mình hay không á, các bạn. Cái vấn đề đó mới quan trọng. Người ta thương cho các bạn, nếu mà người ta thương các bạn cái gì cũng dễ. Thường thường ta nói là thương nhau thì trái ấu cũng tròn các bạn, ghét nhau thì trái bồn hòn nó cũng méo, thì đính chính xác. Người ta đã thương rồi các bạn làm gì cũng thương, nói chuyện ra là các bạn thương liền. Mà tới ghét rồi dù cho các bạn lại lục gian sinh người ta, các bạn nói cái gì đi nữa người ta cũng ghét, đã người ta không ưa rồi. Thì bây giờ cho nên mình nói các bạn nào không ưa mình á thì dễ lắm. Đi ra khỏi kênh mình quỷ đăng ký xong là mình không có nghe cái lãng giảng cái lời của mình nói nữa. Cái đó mình nói thật. À, chứ anh em mà cứ lên đây cứ cãi giả về cái vấn đề lo này. Nhưng mà mình cãi trong cái sự mà mù mịt á, mình chưa có từng trải nghiệm á, mình cãi với nhau. Mình cãi hoài nó sai hoài các bạn à, nó không đúng đâu. Bây giờ mình có ăn cách này cho các bạn ha, mình muốn làm gì phải không, mình bứt nó liền, muốn biết phải không, đem về đem ra tháo mày ra coi mày là cái gì giống mình nói mình gan lắm à, muốn làm lo phải không, tung mày ra đi mua một cặp loa dây chai về hốt mày ra hết coi cái mày là cái thứ gì á, giống mà sao ngộ vậy trời, hai cộng dây cộng chữ đúc vô đây nó nghe gỗn mà không biết là nó là cái gì, mà tại sao mà nó nghe được đó. Hồi đó thì mình chỉ nhìn bên ngoài thôi, về tới cái lỗ mũi mà nó sụp phụp vô chút xíu trời ơi chết rồi, chắc hư rồi. Nhưng mà thật sự nó không có liên quan gì hết, cái mũi nó sụp vô nó vẫn hát bình thường các bạn. Nhưng khi mình nói sao ngộ vậy, hồi lúc mình chưa biết, nói trời ơi cái mũi nó phụp vô rồi chắc banh cái lo mẹ ơi gậu muốn chết luôn, nhưng mà tới cuối cùng hát bình thường là cái đó nó không liên quan. Hồi đó mình học sửa xe cũng vậy các bạn, học máy móc rồi này nọ xong xuôi cứng cỏi đàng hoàng, chân còn cái đường dây không biết.
mình mới suy nghĩ, mình nói ủa sao mình ngu quá trời ngu vậy ta, mình học chung với mấy cái bạn kia mà mấy bạn kia người ta làm ẩm ẩm chứ mình nhìn như mù đi đêm, mình không biết gì trơn trời. Về lôi chiếc xe nhà ra bụp mày liền, lôi mày ra hết, lấy lửa lam gạch cái da mày ra hết, bắt đầu phăng phăng từ IC qua bên lửa, bên lửa về bên sườn rồi qua kích qua gì phăng tùm lum hết trơn để coi cái mày sao. Rồi từ đó tới sau rồi khỏi học, sư phụ khỏi chỉ luôn. Các bạn phải gan, nhưng mà mình như vậy là không phải mình suối các bạn nha, nhưng mà các bạn phải suy nghĩ một điều là nó cũng có cái giá của nó đó. Giống như các bạn muốn khui một cái trái mìn hay trái lựu đạn đó, ít nhất thì các bạn cũng phải biết là cái mấu chốt nó nằm chỗ nào nha, chứ các bạn khui lạng quạng là tan xác đó. À, thì mình nói là nói về cái vấn đề thất bại nặng nha. Còn cái thất bại nhẹ là trước khi các bạn muốn tìm tòi một cái thứ gì đó thì các bạn phải tìm hiểu và các bạn phải đánh dấu hỏi là tại sao nó lại như thế và từ đâu nó được như thế. À, các bạn làm lần không cần gấp, nhưng mà chúng ta làm tới đâu chúng ta phải nhớ tới đó là nó như thế nào. À, để vô như thế nào là nó đúng. Và chúng ta phải nhìn ra cái nguyên lý là tại sao nó như thế, các bạn mới làm được. Còn các bạn mù mờ các bạn lôi ra làm cho có là chết đó nha các bạn nghe. Mình nói thật đó, không phải dễ ăn đâu các bạn ơi. À, nhầm khi các bạn nghĩ ôi ơi làm đại đi đâu có hư hao gì đâu, sợ các bạn hút vô thử một cái đi rồi thấy cái cảnh banh xác tè le hết luôn. Chứ các bạn đừng có giỡn chơi. À, mình vừa nói chơi mà mình nói thật với các bạn luôn đó. Ở trên thế gian này cái gì cũng có cái giá của nó hết trơn các bạn ơi. Đừng có suy nghĩ là cái đó là nó đơn giản. Có khi mình quay ở đây cả đống cả nồi nè, có khi các bạn muốn về đóng một cái cặp loa mà để mà xài các bạn chưa chắc đóng được. Cái đó không phải mình khi dễ. Cái đó là cái gì các bạn biết không? Cái đó cái khiếu của mỗi con người thôi. Ông trời ông cho chúng ta cái trí óc nó thông minh hay không, hoặc là chúng ta sáng suốt hay không, để nhận ra một cái vấn đề nào đó hay không, chứ không phải là các bạn tệ. Cái đó là do ông trời ông định thôi. Để cho nên mình nói chơi vậy thôi, chứ trời ơi mấy người đó mình đâu có buồn các bạn. Mình cười hề hề nữa. Mình nói trong bụng mình ôi mấy cái ông đó biết khỉ móc gì đâu. Bây giờ mình cãi với mấy ông ghét mình cũng thằng ngu theo. Tại vì mình đi cãi với mấy người ngu thì mình cũng ngu chứ gì nữa. Tại vì mình đã biết người ta ngu rồi mà mình còn cãi với người ta nữa thì mình cũng ngu luôn, mình cũng thằng ngu. Đó, cho nên là mình chỉ nhắc nhở vậy thôi. Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi nha. Chứ còn mình không có muốn mà nói gì với ai, nói nặng nề với ai chứ. Mình chỉ nhắc nhẹ vậy, các bạn nhớ vậy thôi. Đời này còn nhiều lắm các bạn. Chúng ta biết nhiều để làm gì? Thường thường ta nói bá nghệ là trần thân. Nhưng mà cái cuộc sống này các bạn biết đó, trên cái thế giới này các bạn biết còn bao nhiêu cái điều hay, còn bao nhiêu cái điều dở nữa không? Nó còn năm non bảy biển các bạn, nó còn rất là nhiều mà chúng ta học không bao giờ hết. Chúng ta biết để làm gì? Để chúng ta thu gọn cái thế giới lại, thu gọn cái thế giới này lại. Tức là cái thế giới nó quá rộng lớn, mà khi chúng ta biết được một chút thì chúng ta biết được một chút thì sẽ thu lại được một chút. Chúng ta biết được một chút nó sẽ thu lại một chút, nó sẽ thu nhỏ lại dần dần. Khi mà chúng ta đã đủ lực rồi đó thì cái thế giới này nó không còn là gì đối với chúng ta nữa. Tại vì ông trời ông sinh chúng ta ra đây làm gì? Để chúng ta tạo đức, tạo phước, để chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống. Tại vì ông sinh mình ra là ông để cho mình biết đủ thứ, mà biết nói chuyện nè, biết suy nghĩ nè, biết buồn, biết vui, biết đủ thứ chuyện. Tại sao chúng ta không dùng những cái đó, không dùng những cái gì đó mà là trời ban? Mà nếu như các bạn không dùng thì các bạn phí của trời. À, nó là như thế các bạn, phí lắm à. Cho nên là mình nói thiệt với các bạn ha, trên thế gian này cái gì mà có thể là mình làm được là mình sẽ làm. Mình không ngại gì hết. Tại vì mình đang thu gọn cái thế giới của cái thế giới mình đang ở lại.
cho nó làm gì? Cho nó nằm trong cái tầm tay của chúng ta bằng một cách gọn ghẽ hơn. Nó không có bao la nữa, nhưng mà càng ngày nó càng gọn cho lại. Nó cái cuộc sống của chúng ta nó mới có được cái ý nghĩa các bạn. Rồi, hôm nay mình cũng hơi nhiều chuyện nha các bạn nha, chắc bị chửi nữa. Nhưng mà không sao. Mình mệt quá trời luôn mà nói nãy giờ cũng đuối luôn nè. Thì nói để làm gì? Nói để chia sẻ đến các bạn thôi, chứ không phải là nói ra đây để mà trách móc gì. Mình đâu có dòng họ gì đâu mà mình phải mà nhặt mắt đủ thứ các bạn. Mình hơn thua với cái gia đình của mình. Các bạn biết hơn thua là sao? Là coi như mình san sẻ, mình trao đổi để mình sống đời ở kiếp các bạn. Còn như các bạn nói xong rồi mạnh ai ở nhà nấy các bạn ơi. Cho nên là mình nói thì nói chơi vậy thôi, chứ thật sự không có giận hờn gì đâu. Có thể nói là trong gia đình mới giận nhiều hơn. Tại vì mình giống như là mình với vợ mình vậy đó. Mình muốn nói, mình nói với vợ mình nhiều chứ không nói người ngoài nhiều. Tại vì vợ mình ở suốt đời với mình, cho nên là mình muốn nói thì mình nói cái người mà đang sát cánh bên mình đó, để cho họ sửa đổi hoặc là họ làm những cái điều đó gì đó tốt để mà chúng ta hạnh phúc thôi. Chứ thật sự nói cãi với các bạn mình có được gì đâu các bạn. Rồi, cái video hôm nay mình xin kết thúc tại đây nha các bạn nha. Hẹn với các bạn là một cái video kế tiếp nữa. Thì một lần nữa mình xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn có một cuộc sống thật là an lành và vui vẻ. Rồi, mình xin kính chào.